Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình tối nay, thứ tư, ngày 14 tháng 6 có những nội dung đáng chú ý. Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri tại thành phố Hưng Yên và các địa phương. Giao ban báo chí quý 2 năm 2023 và gặp mặt các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 98 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Văn Lâm kết nạp được gần 300 đảng viên mới, vượt mục tiêu đại hội đảng bộ huyện. Mỹ Hào quyết tâm hoàn thành kích hoạt định danh điện tử. Tràn ngập hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ trong các chợ lớn trên địa bàn tỉnh. Huyện Ân Thi liên tiếp xảy ra hai vụ sét đánh gây thiệt mạng về người. Thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, sáng nay, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026 đã về tiếp xúc với cử tri các huyện, thành phố. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên, Tổ trưởng Tổ số 1, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cùng các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri thành phố Hưng Yên. Tại buổi tiếp xúc, đại diện đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo với cử tri thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2023 và dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17. Theo đó, thời gian tổ chức kỳ họp dự kiến trong 3 ngày, từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 7 tháng 7 năm 2023. 6 tháng đầu năm, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên tăng 8,21%, thu ngân sách 16.200 tỷ đồng, đạt 70% kế hoạch, tạo việc làm mới cho trên 12.500 lao động, tăng 29%. Các dự án giao thông trọng điểm đang được triển khai tích cực, cải cách hành chính có sự chuyển biến rõ rệt, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh xếp thứ 14 trên 63 tỉnh, thành phố. Cử tri thành phố Hưng Yên có kiến nghị như đề nghị tỉnh, thành phố bố trí địa điểm làm nhà văn hóa cho bà con khu phố Điện Biên, phường Quang Trung. Hiện vẫn phải hội họp nhờ nhà khách của di tích Đền Bà Chúa Kho. Sớm giải phóng mặt bằng hai hộ dân để hoàn thiện thi công tuyến đường Nam Tiến, phường Hồng Châu đã khởi công từ tháng 11 năm trước. Đến nay vẫn còn 100 mét chưa có mặt bằng thi công. Đề nghị hợp tác xã Điện Hùng Cường bàn giao lưới điện hạ áp về ngành điện quản lý, đảm bảo chất lượng điện cung cấp cho người dân. Cùng với đó là một số kiến nghị liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai tại cơ sở. Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản làm rõ một số kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của tỉnh, đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền thành phố tiếp thu và có biện pháp giải quyết kịp thời các kiến nghị của cử tri. Đồng chí nhấn mạnh sự đồng thuận của cử tri cho công tác giải phóng mặt bằng nói riêng và các cơ chế chính sách của tỉnh nói chung sẽ góp phần quan trọng để tỉnh, thành phố đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, giải ngân vốn đầu tư công, từ đó tạo đà hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Sự buổi tiếp xúc cử tri tại xã Long Hưng, huyện Văn Giang có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Xuân Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Quách Thị Hương, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lê Văn Hưng; Bí thư Huyện ủy Văn Giang. Cử tri xã Long Hưng phản ánh kiến nghị đến các đại biểu Hội đồng nhân dân một số vấn đề như cần triển khai hiệu quả, đảm bảo an ninh trật tự, tệ nạn xã hội, các dự án đô thị trên địa bàn, tiếp tục mở rộng đường DH24, đoạn qua thôn Ngọc Bộ, tránh xảy ra tai nạn giao thông, lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại một số điểm giao cắt có lưu lượng giao thông cao, mở rộng, nâng cấp một số tuyến đường giao thông nội đồng, thúc đẩy giao thương, tăng cường giám sát việc cấp quyền sử dụng đất. Ngoài ra, cử tri cũng kiến nghị về việc cần khơi thông hệ thống kênh mương thủy lợi, đảm bảo kênh tiêu thoát nước cho người dân, đặc biệt là vào mùa mưa lũ đang tới gần. Sau hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Thọ Vinh, có đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, cử tri huyện Kim Động kiến nghị một số nội dung gồm vấn đề tưới tiêu nước sản xuất nông nghiệp của xã Thọ Vinh, Hùng An gặp nhiều khó khăn, một số trạm bơm của xã Hiệp Cường, Ngọc Thanh đã xuống cấp hư hỏng. Cử tri xã Mai Động, Phú Thịnh kiến nghị về việc sạt lở lòng sông khu vực thôn Vân Nghệ, bờ sông Tân Hưng ảnh hưởng đến tưới tiêu sản xuất nông nghiệp của người dân. Cử tri xã Ngọc Thanh đề nghị sớm triển khai xây dựng hoàn thiện khoảng 800 mét
còn lại tuyến đường gom chân đê, tránh trở thành đường cọc ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Cử tri các địa phương cũng phản ánh kiến nghị một số nội dung liên quan đến vấn đề xử lý rác thải tại hộ gia đình, sự chênh lệch phụ cấp giữa cán bộ bán chuyên trách cấp thôn và cấp xã, cần bổ sung kinh phí sinh hoạt cho Mặt trận Tổ quốc và các hội đoàn thể cơ sở và nâng cấp một số tuyến đường nông thôn, nội đồng tại các địa phương đã xuống cấp. Đồng chí Bùi Thế Cử, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp xúc cử tri huyện Quái Châu. Cử tri huyện Quái Châu phản ánh kiến nghị đến các đại biểu Hội đồng Nhân dân một số vấn đề như quan tâm đầu tư nâng cấp sửa chữa một số đoạn đường trên tuyến DT383, DH51, DH52 đã xuống cấp, xây dựng nâng cấp trường học, nghĩa trang liệt sĩ. Đề nghị tỉnh hỗ trợ hết số tiền tiêu hủy lợn bị dịch tả lợn châu Phi, quan tâm xem xét nâng mức phụ cấp đối với các chức danh bán chuyên trách cấp xã, thôn. Tỉnh tiếp tục quan tâm triển khai hỗ trợ xây sửa nhà ở cho hộ nghèo, tiếp tục quan tâm hỗ trợ các xã triển khai đầu tư, khu đấu giá quyền sử dụng đất để có nguồn vốn thực hiện xây dựng nông thôn mới. Tại huyện Ân Thi, cử tri các xã Nguyễn Trãi, Quảng Lãng, Tân Phúc, Văn Nhuệ, thị trấn Ân Thi, Hồng Quang, Đặng Lễ, Cẩm Ninh, Hồ Tùng Mậu có nhiều ý kiến kiến nghị xoay quanh các lĩnh vực giáo dục, nông nghiệp, giao thông và môi trường như thi công hệ thống thoát nước tại một số tuyến đường giao thông tránh tình trạng úng nước khi trời mưa, tăng cường các biện pháp xử lý rác thải đảm bảo chất lượng nước sạch nông thôn, bổ sung biên chế giáo viên còn thiếu, khắc phục điểm đen tai nạn giao thông. Nhiều cử tri đề nghị đẩy nhanh tiến độ một số dự án đầu tư công trên địa bàn đảm bảo nước tưới tiêu, phục vụ sản xuất nông nghiệp, nhất là tại những khu vực gần các dự án. Đại diện đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp thu những ý kiến đóng góp của cử tri, đồng thời giải đáp những ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Các nội dung, vấn đề khác sẽ được tiếp thu tổng hợp, gửi tới các cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Yên Mỹ đã đưa ra một số ý kiến kiến nghị như đề nghị cơ quan chức năng ban hành giá đất khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, lấy kinh phí phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hoàn trả hiện trạng một số tuyến đường, công trình thủy lợi sau khi thi công lắp đặt đường ống nước sạch, đề nghị nhà máy nước cung cấp nước sạch chất lượng ổn định cho nhân dân các xã Thanh Long, Tân Lập, Giai Phạm. Cần di chuyển một số cột điện chiếm dụng lòng đường, gây mất mỹ quan, ảnh hưởng đến đi lại của nhân dân, xã Thanh Long. Đại diện đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, trả lời, làm rõ những kiến nghị thuộc phạm vi giải quyết, còn lại những kiến nghị của cử tri quan tâm sẽ được tổng hợp, gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Sáng nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban báo chí quý 2 năm 2023 và gặp mặt các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 98 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 1925, 21 tháng 6 2023. Đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Trong quý 2 năm 2023, các cơ quan báo chí của tỉnh đã thực hiện nhiệm vụ hoạt động thông tin tuyên truyền đúng tôn chỉ, mục đích, đúng định hướng, có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời thông tin chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tình hình thời sự, chính trị trong nước, trong tỉnh, công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ở địa phương, đơn vị. Nội dung tuyên truyền toàn diện về các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng và đối ngoại của tỉnh, phản ánh kịp thời các vấn đề bức xúc trong dư luận nhân dân. Hình thức thông tin phong phú và sinh động. Các cơ quan báo chí thường trú tại tỉnh bám sát tình hình, cập nhật nội dung thông tin kịp thời về tình hình chính trị, hoạt động phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của tỉnh, đồng thời tuyên truyền quảng bá giới thiệu về tỉnh từ nhiều góc nhìn khác nhau. Tại hội nghị, đại diện các cơ quan báo chí chia sẻ mong muốn lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm tạo điều kiện về cơ chế chính sách, cơ sở vật chất, lãnh đạo chỉ đạo các ngành địa phương thực hiện tốt quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin cho nhà báo và các cơ quan báo chí nhanh và kịp thời hơn, tạo điều kiện để phóng viên tác nghiệp phản ánh trung thực, kịp thời thông tin tới cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, qua đó đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Đào Hồng Vận biểu dương đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã luôn đồng hành vào cuộc trên tất cả các lĩnh vực của tỉnh, góp phần đắc lực trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh, đồng thời tiếp thu, ghi nhận những kiến nghị đề xuất của các cơ quan báo chí liên quan đến chế độ chính sách biên chế, quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí. Đồng chí trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy đề nghị thời gian tới các cơ quan báo chí tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, định hướng tuyên truyền của ban tuyên giáo tỉnh ủy để tuyên truyền toàn diện trên các lĩnh vực về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, tăng cường biểu dương các điển hình tiên tiến người tốt việc tốt, kịp thời tuyên truyền phản ánh những vấn đề mới phát sinh trong việc quán triệt và triển khai thực hiện, có nhiều bài viết phóng sự chuyên sâu tuyên truyền về các vấn đề nóng, nhạy cảm, mặt trái của xã hội đang được dư luận quan tâm, nhất là trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí tại địa phương đơn vị, tiếp tục tuyên truyền hưởng ứng các cuộc thi giải báo chí của tỉnh và của trung ương, đấu tranh phản bác thông tin quan điểm sai trái, cố ý xuyên tạc bôi nhọ lãnh đạo Đảng, nhà nước, lãnh đạo tỉnh. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, huyện Văn Lâm kết nạp được gần 300 đảng viên mới, vượt mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 25 đề ra. Tính đến ngày 19 tháng 5 năm 2023, toàn huyện kết nạp được 298 đảng viên mới, vượt mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra hàng năm, kết nạp từ 100 đến 110 đồng chí, trong đó có 5 quần chúng là học sinh các trường Trung học phổ thông Văn Lâm và Trung học phổ thông Trương Vương, 96 sinh viên trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh đóng trên địa bàn huyện. Huyện Văn Lâm kết nạp 5 quần chúng làm việc trong các doanh nghiệp tư nhân, thành lập mới 2 chi bộ trong doanh nghiệp tư nhân là chi bộ quỹ tín dụng nhân dân xã Trương Trắc và thị trấn Như Quỳnh. Đến nay, Đảng bộ huyện Văn Lâm có 36 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với trên 5.600 đảng viên. Với quyết tâm hoàn thành kế hoạch kích hoạt định danh điện tử cho công dân, thời điểm này, Công an thị xã Mỹ Hào đang tập trung lực lượng, triển khai nhiều biện pháp tích cực nhằm đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành vào ngày 15 tháng 6. Sau khi đã hoàn thành việc thu thập dữ liệu thông tin của trên 92.000 công dân, Công an thị xã Mỹ Hào đã tăng cường tuyên truyền về những tiện ích cũng như nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân khi thực hiện kích hoạt định danh điện tử, đồng thời huy động lực lượng tăng cường cho các địa phương phối hợp với các ban ngành đoàn thể đến hỗ trợ kích hoạt cho các công nhân đang lao động trong các doanh nghiệp, thậm chí đến tận các hộ để thực hiện kích hoạt. Đến nay đã thực hiện được trên 61 trên 71.000 công dân, đạt trên 85% chỉ tiêu được giao. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai kích hoạt đã phát sinh một số khó khăn như công dân thay đổi số điện thoại, công dân đi làm ăn xa, người nhà, người tàn tật không có điện thoại thông minh dẫn đến không thể kích hoạt. Được biết sau khi hoàn thành sẽ tiếp tục thực hiện việc kích hoạt cho các công dân có hộ khẩu ở các tỉnh khác đang làm ăn sinh sống tại địa phương. Là loại nông sản khá mới lạ, cho năng suất và chất lượng tốt, mô hình trồng nho hạ đen đã được Hợp tác xã Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Xanh Hồng Nam, xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên lựa chọn là hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp. Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao, mô hình còn là điểm tham quan trải nghiệm được nhiều du khách lựa chọn. Được biết ở xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên có mô hình nho hữu cơ. Tranh thủ ngày cuối tuần, bà Cao Thị Đông đã cùng với con gái và cháu ngoại của mình đến tham quan trải nghiệm. Ví dụ thế mình đứng hình đếm đi. Con được là mẹ đưa qua khu vườn nho. Con cảm thấy như thế nào? Con cảm thấy thích. Ngày Chủ nhật nên cả gia đình tôi đến thăm vườn nho là một nơi mà tôi thấy thích. Đặc biệt là mùa hè này mà thưởng thức những trái nho này thì rất có lợi và rất có ích cho sức khỏe. Mặc dù mới bắt đầu được mở đón khách đến tham quan từ hơn một tuần nay, những mô hình trồng nho của Hợp tác xã Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Xanh Hồng Nam đã thu hút gần 100 lượt người mỗi ngày. Khoảng 3 tạ nho đã được bán ra với giá bán 200.000 đồng trên kg. Chính sự độc đáo mới lạ nên mô hình không chỉ thu hút du khách trong tỉnh mà còn thu hút cả khách hàng ngoại tỉnh và YouTuber đến quay phim chụp ảnh. Tôi ở thành phố Hồ Chí Minh có đi du lịch về Hưng Yên, thì qua cái nguồn thông tin gọi trên mạng xã hội biết là đây có một khu sinh thái có cái địa điểm trồng nho rất là hay, lý tưởng. Mỗi người đến đây đều lưu lại những hình ảnh đẹp và mang một tí sản phẩm về làm quà cho gia đình. Trong một cái không gian vườn nó rất là rộng rãi và sạch đẹp như này thì em quay được khá nhiều ảnh. Với những cái hình ảnh đẹp như này thì em nghĩ là trong tương lai thì sẽ thu hút được một lượng độc giả khá lớn.
nho hạ đen là loại cây trồng mới được đưa vào hợp tác xã từ đầu năm 2022 với khoảng 5.000 m2. Đến cuối năm bắt đầu cho thu hoạch lứa đầu tiên và hiện đang là vụ thu hoạch thứ hai. Theo đánh giá của hợp tác xã, nho hạ đen mang lại hiệu quả kinh tế hơn một số cây trồng khác. Mặc dù chi phí đầu tư ban đầu khá lớn, công đoạn chăm sóc cũng nhiều, tuy nhiên nó có ưu điểm cho sản lượng cao với hai vụ thu hoạch trên năm. Chủ yếu dùng phân hữu cơ, vì vậy rất được người tiêu dùng ưa chuộng. Có thể là hợp xã sẽ liên kết một số hộ nếu các hộ mà tin tưởng để làm sao đưa đến cái hiệu quả kinh tế nó cao hơn. Và thứ hai là cũng là một cái cây trồng thật sự nó rất là thu hút khách tới tham quan. Sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái, trải nghiệm đang là hướng phát triển nông nghiệp bền vững hiện nay. Hiện nay, việc bày bán tràn lan hàng giả, hàng nhái, các thương hiệu uy tín và nổi tiếng trên thế giới, thậm chí cả hàng Việt Nam chất lượng cao đang diễn ra phổ biến và ngày càng phức tạp. Thực tế đó đang diễn ra công khai ở một số chợ lớn và trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh, nhưng lại không bị các cơ quan chức năng kiểm tra, ngăn chặn và xử lý. Tại chợ Phủ, thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, thật không khó để tìm mua những sản phẩm giày dép, quần áo giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Gucci, Dior, Nike, Adidas, nhưng không có nhãn mác chứng minh xuất xứ hoặc đi kèm nhãn mác của các công ty không có dấu hiệu liên quan đến các thương hiệu của các hãng nổi tiếng. Qua ghi nhận, hầu hết hàng hóa được bày bán trong chợ chủ yếu là hàng Trung Quốc, hàng không có nguồn gốc xuất xứ, hàng nhái thương hiệu của các hãng nổi tiếng. Khi được hỏi về xuất xứ hàng hóa, các tiểu thương đều né tránh và cho biết ở đây làm gì có hàng hiệu thật, chủ yếu là hàng nhái. Hướng tới là cái này không biết nó có xịn không. Nhưng bác nhập ở đâu đây? Nhập ở Linh Hiệp. Hàng này từ ở mình thôi, chứ không phải là... Nhưng mà đây là nhãn hiệu của Adidas mà. Chữ thôi chứ còn nhãn đâu anh. Hàng này ạ? À? Em chẳng biết người ta mang đến đây, người ta ra họ thì em lấy. Bạn biết nguồn gốc xuất xứ của hàng này không? Em không ạ. Tại các sạp hàng hóa trong các chợ phố Hiến, chợ gạo ở thành phố Hưng Yên, người mua không khỏi ngỡ ngàng trước sự đa dạng của các sản phẩm được bày bán với đủ các thể loại sản phẩm được gắn mác hàng hiệu nhưng giá chỉ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn đồng. Không chỉ có quần áo, các sản phẩm nước hoa, mỹ phẩm, dầu gội cũng rất đa dạng, không nhãn mác xuất xứ, được bày bán công khai. Tuy nhiên, chẳng cần là người tinh ý, bất kỳ ai cũng có thể phát hiện nhiều sản phẩm là hàng nhái, hàng giả. Hàng hiệu mà định rẻ, chứ cứ ví dụ như cứ vào shop nhé, đắt gấp 3-4 lần. Chị nhập đâu? Chỉ có Hà Nội với Hải Dương. Thực trạng hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ trong các chợ diễn biến phức tạp đã từ lâu. Nguyên nhân là do nhận thức của người bán cũng như người mua, đó là hàng rẻ, phù hợp túi tiền của mình mà không để ý đến chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra kiểm soát và xử lý vi phạm chưa được các cơ quan chức năng chú trọng. Bởi qua làm việc với ban quản lý một số chợ, thì từ đầu năm đến nay, công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý các vi phạm của một số cơ quan chức năng chưa được triển khai thực hiện và đồng nghĩa với đó dẫn đến câu chuyện hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ bán tràn lan trong các khu chợ nhưng không rõ trách nhiệm thuộc về ai. Trong khi các địa phương đang quyết liệt ngăn chặn xử lý vi phạm theo kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thì trên địa bàn xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, thời gian gần đây đã có phát sinh vi phạm mới. Công trình vi phạm do gia đình ông Chu Văn Phương xây dựng nhà ki-ốt nằm trên đất bờ kênh, hành lang công trình thủy lợi của kênh Sung, thuộc địa phận thôn chợ Cầu Ván, xã Vĩnh Khúc. Được xây dựng trên nền móng vi phạm cũ với kích thước dọc theo chiều dài dòng chảy là 10m, chiều cao công trình 3,5m, kết cấu theo hình thức khung bê tông, gạch tường kiên cố. Ngay sau khi phát hiện sự việc, Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Châu Giang đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Khúc làm việc và hai lần lập biên bản vi phạm, yêu cầu gia đình ông Phương dừng thi công và trả lại hiện trạng ban đầu vào các ngày 25 tháng 5 và mùng 1 tháng 6 năm 2023. Tuy nhiên, vào thời điểm phóng viên ghi hình ngày 12 tháng 6 năm 2023, công trình không những chưa được xử lý mà còn xây dựng cơ bản hoàn thiện xong phần thô, lợp ngói kiên cố. Trong ngày 13 tháng 6, trên địa bàn huyện Ân Thi xảy ra hai vụ tử vong nghi do bị sét đánh. Cụ thể khoảng 17 giờ 40 phút trên đường đối hai cao tốc, anh Nguyễn Văn Tuân, sinh năm 1995, có hộ khẩu thường trú tại thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, khi lưu thông trên đường đối hai cao tốc qua địa phận xã Quảng Lãng, bất ngờ ngã ra đường và tử vong. Nguyên nhân tử vong nghi do bị sét đánh. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.
Chiều tối cùng ngày, tại thôn Ngọc Châu, xã Quang Vinh, huyện Ân Thi cũng xảy ra một vụ sét đánh. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Khách, sinh năm 1959, bị sét đánh khi đang đi làm đồng. Sau khi được gia đình đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Ân Thi, nhưng không qua khỏi.